Mặc dù biết nhiều về rượu vang nhưng có thể bạn vẫn chưa biết điều này. Giá của một vườn nho tại Pháp là bao nhiêu? Liệu giá của một hecta đất trồng nho tại Pháp có bằng giá của một hecta đất trồng lúa tại Việt Nam hay không? Trang quản lý đất đai Sefer của Pháp đã tiết lộ giá bán của nhiều vườn nho để các farmer rảnh tay chuẩn bị tiền. Trong năm 2019, đầu tiên phải kể đến giá của những vườn nho bình thường không đạt phần hạng AOP cao cấp của Pháp có giá rất rẻ, 14.400 euro một hecta, tương đương khoảng 366 củ khoai. Các vườn nho đạt phân hạng AOP thì lại ở một đẳng cấp khác. Chúng có giá trung bình gấp 10 lần những vườn nho ở trên, khoảng 148.000 euro mỗi hecta, xương xương 3 tỷ 600 triệu Việt Nam đồng. Tại vùng Champagne nổi tiếng, các vườn nho có thể lên tới 1,6 triệu euro một hecta, gần 40 tỷ đồng. Ở vùng Pomerol, nổi tiếng với huyền thoại Petrus, những vườn nho được giao bán với giá 1,9 triệu euro, gần 50 tỷ. Vùng Bordeaux cũng không hề kém cạnh. Một hecta đất trồng nho ở Pauillac bên trong Bordeaux giá rất cao, 2,3 triệu euro, bằng với khoảng 58 tỷ rưỡi. Và không có gì ngạc nhiên khi các vườn nho tại vùng Burgundy, danh giá số 1 nước Pháp, có giá đắt nhất 6,5 triệu euro, tương đương với khoảng 165 tỷ đồng. Ở Việt Nam, nếu tính rẻ 1 triệu một mét vuông thì 1 hecta đất ruộng có giá 10 tỷ. Wow. Tính ra cũng mua được 3 hecta đất trồng nho ngon của Pháp đấy chứ. Hãy ghé rượu tốt để xem vàng Pháp giá tốt các bạn nhé.